Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi ảo tưởng nặng, thiếu tầm, ngồi nhầm chỗ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay chính là Sài Gòn trước đây. Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì thành phố này thường xuyên bị bức tử. Thành phố luôn bị người tỉnh khác đến nắm quyền lãnh đạo. Nếu ai đó là quan chức nhà nước gốc thành phố này mà đang làm việc trong bộ máy chính quyền của thành phố thì xin chia buồn. Các bạn bị xem là quan chức hạng 2 mà thôi. Không bao giờ Đảng Cộng sản cho các quan chức gốc thành phố leo lên cao cho được. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh bao lâu nay luôn là thành phố bị Trung ương bóc lột nặng nề nhất. Với 82% nguồn thuế thu của thành phố này phải nộp về Trung ương. Cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chỉ xem thành phố Sài Gòn là chiến lợi phẩm của họ. Họ đang khai thác thành phố này đến nỗi nó đang phải lịm dần, và vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước cũng đang mất dần. Nếu giả sử người dân thành phố được làm lãnh đạo, thì họ sẽ đấu tranh để thành phố được giữ thu nhập lại nhiều hơn, để mà phát triển. Tuy nhiên, khi người thành phố bị loại khỏi vai trò lãnh đạo cao nhất, thì điều đó có nghĩa là lãnh đạo tỉnh khác được bố trí vào vai trò lãnh đạo của thành phố phải làm sao đảm bảo cho Trung ương được giữ phần nhiều hơn. Người Cộng sản có thói quen ăn cây nào rào cây nấy, cho nên ông Nguyễn Văn Nên và ông Phan Văn Mãi phải làm sao đảm bảo cho Trung ương thu được nhiều tiền từ thành phố. Còn lại, việc phát triển thành phố chỉ là thứ yếu. Từ khi ông Phan Văn Mãi được điều về thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021, thì ông Mãi chẳng làm gì để mà tác động Trung ương để cho thành phố giữ được thêm tiền. Dưới bàn tay của ông, thành phố Hồ Chí Minh đang mất dần vị thế đầu tàu cả nước của nó. Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh đang vô cùng ảo tưởng. Điều hành thành phố nhưng lại để cho vị thế của thành phố bị sa sút. Vậy mà chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh lại đặt mục tiêu là phấn đấu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN. Với vai trò là người điều hành bộ máy hành chính của chính quyền, rõ ràng ông Phan Văn Mãi đang hoang tưởng. Thực tế là khi các quan chức bị bệnh thì họ sẽ chọn Singapore là điểm đến. Điều đó cho thấy quan chức của Đảng Cộng sản hiểu năng lực y tế của Việt Nam đến đâu. Cho nên đạt tham vọng trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe ASEAN là hoàn toàn ảo tưởng. Người ảo tưởng là người không đánh giá đúng năng lực của bất kỳ ai, kể cả năng lực của bản thân họ. Làm người đứng đầu một thành phố lớn mà như vậy thì không biết thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi đến đâu. Sài Gòn đã mất về tay Đảng Cộng sản thì đồng nghĩa với việc thành phố sẽ bị vắt kiệt sức. Là công dân thành phố Hồ Chí Minh thì phải chấp nhận đóng thuế 100 đồng sẽ bị Trung ương lột mất 82 đồng. Để rót tiền, họ nuôi những bộ máy và những tỉnh thiếu đói mà ưa xây tượng đài nghìn tỷ và cổng chào trăm tỷ. Hiện nay, Sài Gòn vẫn là địa phương có lượng kiều hối lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 40% dù cho nhân dân thành phố này có đóng góp thế nào cho nền kinh tế, dù cho quan chức gốc thành phố này có nỗ lực thế nào thì họ vẫn bị hắt hủi như vậy. Ông Phan Văn Mãi được đưa từ Bến Tre về thành phố để chuẩn bị cơ cấu vào Bộ Chính trị. Vậy thì không phải Bộ Chính trị điều ông Mãi về phục vụ thành phố Hồ Chí Minh, mà là đem thành phố này trao vào tay ông Mãi để ông làm bàn đạp tiến lên cho sự nghiệp chính trị của ông trong thời gian tới. Không phải chỉ một mình ông Phan Văn Mãi dùng thành phố này làm bàn đạp, mà rất nhiều nhân vật khác trước đây cũng từng làm như thế. Ông Lê Hoàng Quân, một lãnh đạo người ngoại tỉnh, gây oan khuất ngất trời cho bà con Thủ Thiêm. Rõ ràng ông Phan Văn Mãi không đủ tầm để mà quản lý một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, và Đảng Cộng sản cũng không muốn cho thành phố này phát triển. Thật bất hạnh cho thành phố này là thành phố bại trận, và giờ đây nó phải oằn mình ra, chịu sự giày xéo của bên thắng cuộc. Thống nhất đất nước đến nay đã 48 năm, nhưng Sài Gòn vẫn mang thân phận của kẻ nô lệ cho Đảng Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Phan Văn Mãi ảo tưởng nặng, thiếu tầm, ngồi nhầm chỗ.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin múc bãi EVN, liệu múc sạch hay múc một phần đây? Hiện nay, Bộ Công Thương của Việt Nam đang bị sức ép từ Bộ Chính trị buộc phải xử lý EVN. Mới đây, Bộ Công Thương đã cho chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 về Bộ trong 6 tháng để theo dõi và xử lý vi phạm. Đi kèm với đó là Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia Nguyễn Đức Ninh bị tạm đình chỉ để thanh tra cung ứng điện. Quyết định này là ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã ký. EVN đang bị áp lực phải tự xử lý. Việc làm này cho thấy EVN đã không tự lo liệu được cho họ mà cần phải có bàn tay của bố, chính là Bộ Công Thương mới thực hiện. Bởi khi EVN sai phạm thì cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất là Bộ Công Thương. Lâu nay EVN được ưu ái một mình một chợ, độc quyền cả bán lẫn mua điện tùy ý. Ngoài ra Bộ Công Thương cũng buông thả cho EVN muốn làm gì thì làm, khi bị Bộ Chính trị ép xuống thì mới giật mình thu Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 về để mà xem xét. Cho tới nay, người ta cũng chỉ mới thấy Bộ Công Thương và EVN đóng cửa vào nhau. Nhìn bên ngoài trông có vẻ như Bộ Công Thương mạnh tay với EVN, nhưng kỳ thật nó không mạnh như người ta vẫn nghĩ. Bản thân Bộ Công Thương cũng cần phải bị thanh tra, kiểm tra, chứ Bộ Công Thương chẳng sạch sẽ gì. Mối quan hệ giữa Bộ Công Thương và EVN là mối quan hệ cha và con. Cha cũng dính phốt, con cũng dính phốt, thì làm sao người cha có thể dạy bảo con mình cho được, rồi cũng sẽ thất bại mà thôi, và điện vẫn cứ bị cắt liên tục. Người đảng viên Đảng Cộng sản có văn hóa bao che nhau từ trong máu. Từ thời ông Hồ Chí Minh thì công tác phê và tự phê bình vẫn cứ hô hào. Công tác tự phê là một việc làm vô ích, bởi không ai có thể tự phê bình chính mình được. Bản thân con người ai cũng muốn khoe ra cái tốt và che đậy cái xấu. Không ai muốn tự phơi cái xấu cho mọi người cùng biết cả. Bộ Công Thương bị áp lực phải xử lý EVN, đây là một thông tin mới chia sẻ. Có người nói không có áp lực từ Bộ Chính trị thì Bộ Công Thương không bao giờ cách chức quan chức nào trong số các doanh nghiệp mà họ đang quản lý. Như vậy Bộ Chính trị đang muốn múc EVN, nhưng xem ra Bộ Chính trị đang muốn giơ cao đánh khẽ chăng? Đã quyết định chấn chỉnh EVN là phải làm nhanh và bất ngờ, chứ còn để Bộ Công Thương làm thì e không hiệu quả. Không biết sắp tới đây có bắt bớ hay điều tra gì hay không, bởi cho dù bắt hết những quan chức tham nhũng vào tù mà không xóa bỏ cơ chế độc quyền của ngành điện thì rất khó mà thay đổi được tình hình. Bởi những tiêu cực đã diễn ra trong nhiều năm, nó xuất phát từ cơ chế độc quyền dành cho EVN. Nói tới thay đổi cơ chế thì Đảng Cộng sản làm vô cùng chậm chạp, bởi bất kỳ cơ chế mới nào họ cũng e sợ không có khả năng kiểm soát. Và thực tế đã nhiều lần xảy ra đúng như vậy. Những gì không kiểm soát được thì họ cấm, và Đảng Cộng sản đã áp dụng quá nhiều lệnh cấm trong đủ mọi lĩnh vực. Cổ phần hóa còn không chịu làm thì liệu EVN có chịu cạnh tranh không? Ông Dương Quang Thành, cựu chủ tịch tập đoàn EVN, đã ngửi thấy mùi và xin rút lui vào hồi 1 tháng 5 vừa qua. Chính ông này là người đã làm cho EVN lỗ gần 100.000 tỷ đồng và để cho các công ty con dư hàng chục ngàn tỷ đồng để ở ngân hàng lấy lãi. Hậu quả do ông Dương Quang Thành để lại là rất lớn. Muốn thay đổi triệt để thì Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tẩy sạch những quan chức phá hoại như ông Dương Quang Thành và các thuộc hạ của nó, đồng thời xóa bỏ cơ chế độc quyền dành cho EVN. Có thế mới thay đổi được triệt để. Còn nếu chỉ múc sạch các quan chức mà thôi, rồi vẫn giữ nguyên cơ chế cũ thì cũng lại đâu vào đấy. Rồi cũng sẽ sinh ra những Dương Quang Thành khác, và người dân lại phải khốn khổ vì ngành điện và nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề vì nó. Có người dự đoán có thể Bộ Chính trị sẽ múc EVN, nhưng múc những cá nhân chứ khó thay đổi cơ chế độc quyền. Nếu nhận xét này đúng thì việc thanh tra kiểm tra ngành điện lực cũng chỉ là công dã tràng xe cát mà thôi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin múc bãi EVN, liệu múc sạch hay múc một phần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.